Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hiểu Khanh, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn thân mến, Giáng Sinh sắp đến rồi phải không nào? Giáng Sinh hay còn gọi là Noel, là ngày Chúa Giêsu chào đời. Và dịp này có rất nhiều điều thú vị như ông già Noel, cây thông Noel, công chúa Tuyết và những chú tuần lộc đáng yêu. Còn mình thích nhất được đi chơi, được tặng quà và được trang trí cây thông với gia đình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất điều gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.